Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì nam mình nói về bình phương của một tổng, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về công thức, sau đó mình chứng minh công thức và mình sẽ giải ba cái bài tập A, B, C, được chưa? Thì bình phương của một tổng đây, bình phương nè, đây bình phương của một tổng đây, tổng là cộng nè, ok chưa? A nhân B thì sẽ bằng bình phương một tổng, bình phương một tổng sẽ bằng A bình cộng 2AB cộng B bình, được chưa? Thì cái công thức này các bạn buộc phải học thuộc giúp mình. A cộng B tất cả bình thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh đó nha các bạn. Chứng minh đó. Bây giờ mình sẽ chứng minh nha. Thì mình biết rằng A cộng B tất cả bình thì có phải là A cộng B nhân cho A cộng B không ạ? Chính là hai lần a cộng b. Thì tới đây thì các bạn chỉ cần nhân đa thức cho đa thức thì a nhân a ra a bình, a nhân b ra cộng a b, b nhân a ra cộng b a, mà phép nhân có tính chất giao hoán nên mình đổi lại là a nhân b luôn, b nhân cho b ra cộng b bình, ok chưa? Rồi a bình viết lại nè, một lần a b, hai lần a b vậy cộng hai lần AB cộng B bình, thấy chưa? Vậy các bạn buộc phải học thuộc giúp mình nha các bạn. A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Rồi tới đây bài A 2x cộng 3 tất cả bình, thì đây gọi là bài toán khai triển hằng đẳng thức. Khai triển hằng đẳng thức nha các bạn. Thì bước đầu tiên các bạn phải xác định đây là hằng đẳng thức số mấy. Thì đây là hằng thức số 1. Đây số 1 chính là hằng thức này, A cộng B tất cả bình, được chưa? Thì theo công thức các bạn, bước đầu tiên các bạn phải xác định đâu là A, đâu là B. Thì đây là A nè, 2x là A, B của mình chính là 3. Thì theo công thức sẽ bằng là A bình là 2x tất cả bình. Nhớ giúp mình tất cả bình nha các bạn. Nhiều bạn cứ ghi là 2x bình là sai các bạn. Tất cả bình, A là tất cả bình, giúp mình mở ngoặc, đóng ngoặc, bình phương cộng hai lần nè, A nè là 2x nè, nhân B nè là 3 nè, cộng cho B bình là 3 bình, ok chưa? Rồi tới đây thì các bạn chỉ cần tính toán thôi. Thì đây chính là A nhân B tất cả mũ N thì bằng A mũ N. Để mình viết ra A nhân B tất cả mũ N thì bằng là A mũ N nhân B mũ N tích lũy thừa. Lũy thừa thì bằng tích của hai lũy thừa, được chưa? Rồi thì sẽ bằng là gì ạ? Đây 2 mũ 2 nhân x mũ 2, 2 mũ 2 chính là 4x bình cộng 2 nhân 2 nhân 3 là 10, 12x viết lại cộng 3 bình chính là 3 nhân 3 là chính, ok chưa? Đó là các bạn đã thực hiện khai triển hằng đẳng thức số 1. Nhớ giúp mình hằng thức này là hằng thức số 1 nha. Rồi tiếp theo đó là rút gọn hay còn gọi là đây là phân tích đa thức thành nhân tử, được chưa? Thì các bạn bước đầu tiên các bạn nhân vào đây x bình cộng 4x cộng 4 thì các bạn phải xác định đây là hằng đẳng thức số mấy. Thì các bạn nhớ giúp mình 1 2 3 nè, cái dấu cộng nè, 1 nè, mình hay nói là 1 2 3, rồi tương tự 1 1 2 3, vậy hằng đẳng thức số 1, được chưa? Bởi vì cộng vậy hằng đẳng thức số 1. Thì để ra hằng thức số 1 thì các bạn phải xác định đâu là A bình và đâu là B bình. Rồi A bình của mình chính là x bình nè. Rồi các bạn kiếm giúp mình còn hai hằng còn lại thôi, còn cái hằng nào có khả năng sinh ra bình phương thì mình thấy rằng 4 chính là 2 bình, được chưa? Rồi theo hằng thức thì A bình nè cộng 2, A là x nè, B là 2 nè, cộng. Rồi 2 nhân x nhân 2 có phải 4x không ạ? 4x, vậy đúng hằng đẳng thức số 1 rồi. Thì theo công thức sẽ bằng là A cộng B, A là x nè, cộng B là 2 nè, tất cả bình phương, ok chưa? Đó. Rồi tiếp bài C đó là 51 bình phương. Thì đây là gọi là bài toán tính nhân mà thôi. Thì 51 này chính là bằng 50 cộng 1, được chưa? Bình phương mình viết lại nè,
51 chứng bằng 50 cộng 1 bình phương. Tới đây các bạn lại áp dụng hằng đẳng thức số 1. A cộng B tất cả bình bằng A bình. A của mình chính là 5. 50, B của mình chứng bằng 1. Vậy A bình cộng 2A cộng nhân, xin lỗi, nhân B cộng B bình. Được chưa? 50 bình chính là 2500 cộng 2 nhân 50 nhân 1 ra 1, 100 cộng cho 1. Vậy sẽ ra là bao nhiêu ạ? 2601. Được chưa? Rồi các bạn lấy máy tính các bạn bấm lại, các bạn kiểm tra lại giúp mình coi coi có đúng không nha các bạn. Có đúng không nha? Có đúng kết quả không nha? Thử nha, mình làm nháp nha. 51 nhân 51 1552. Rồi, đúng rồi. 26101. Ok chưa? Đây là cái công thức gọi là đây là hằng đẳng thức đầu tiên của chương trình lớp 8 nha các bạn. Bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Ok chưa? Các bạn buộc phải học hằng đẳng thức này thuộc. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.